Milio mộng thi hoa hậu bất thành vì quá lùn. Xưa mình không có thích uống sữa, xong bây giờ nghĩ lại cũng hối hận. Nếu mà ngày xưa chỉ uống sữa thì có lẽ bây giờ mình đã cao 1m7 rồi, mình đi theo hoa hậu rồi. 1m8 luôn. Vote Ricky Star vì tính cách quá dễ dãi. Quá dễ dãi. Mời cái nhận liền, không có giá. Để anh suy nghĩ xíu đã. Mời cái ok rồi luôn. Tại sao muốn chọn ngày vứt sữa để làm mốc thời gian quay về quá khứ sửa sai? Thật ra là hồi nhỏ, lúc mà hồi còn nhỏ xíu, mẹ hay mua sữa cho uống. Nhưng mà mình hay nói dối là con uống rồi, xong đi ra sau nhà vứt ngoài đó. Mặc dù lần nào cũng bị phát hiện hết trơn á. Hồi xưa mình không có thích uống sữa, xong bây giờ nghĩ lại cũng hối hận. Nếu mà ngày xưa chỉ uống sữa thì có lẽ bây giờ mình đã cao 1m7 rồi, mình đi theo hoa hậu rồi. 1m8 luôn, 1m8. Nhưng mà suy nghĩ một cách tích cực hơn á, thì nhiều khi mình uống sữa nhiều quá thì nó lại cái bề ngang nó phát triển, còn cái bề dọc thì nó vẫn vậy. Thì mình suy nghĩ một tích cực một cách như vậy thôi, chứ nếu mà cho mình quay trở lại thì mình sẽ xin uống sữa hơn. Chia sẻ về công việc đầu tiên của mình. Mà vết xem phim hồi đó là mình đi vừa thi đại học xong á, là mình có xin phép mẹ cho đi làm thêm là bán vé xem phim. Hồi đó Ly còn nhớ cái câu đầu tiên mà Ly khi mà gặp khách vào luôn á. Hồi đó rất là thích đi làm cái công việc này, tại vì là thứ nhất là lần đầu tiên được đi làm thêm, một cái cảm giác rất là thích thú, và thứ hai là được mặc đồng phục rất là xinh xắn, xong rồi được xem phim miễn phí nên là rất là thích. Ý nghĩa về các hình xăm. Ba cái hình xăm của Ly đều liên quan tới âm nhạc hết. Cái đầu tiên là cái này, cái mic và đây, mọi người có thể zoom vào đây nha. Cái mic và kéo theo cái sợi dây có tên là Lily. Nó hơi ngược một tí. Và cái thứ hai là ở trên này thì Lily có up một những cái hình ảnh. Nếu mà mọi người có theo dõi thì cũng sẽ biết là những cái ký hiệu trong cái khu nhạc á, nút dừng rồi play xong rồi nút next á. Đó, còn cái thứ ba là cái ở sau cổ này, hình khóa son. Chia sẻ số tiền đã đầu tư cho MV Thất Tình Thường Xấu Tính. Bây giờ như mọi người thấy thì cái chất lượng MV trong cái thị trường âm nhạc hiện nay rất là đẹp. Mọi người, những nghệ sĩ, anh chị em nghệ sĩ trong nghề rất là chịu chi trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Còn đối với MV Thất Tình Thường Xấu Tính lần này của Lily thì sau khi Ly có trao đổi với đạo diễn Du Đặng thì hai bên cũng đã quyết định là làm trong một cái kinh phí vừa phải. Tại vì là Ly thứ nhất là Ly muốn để kinh phí dành cho những cái dự án sau nữa, chứ Ly không muốn dồn hết tất cả vào một dự án rồi đó. Ly muốn giữ sức cho những dự án sau, thì tất cả từ sản xuất xong rồi stylist, make up, những chi phí phát sinh thì cũng đâu đó một tỷ. Tại sao lại lựa chọn kết hợp với Ricky Star trong Thất Tình Thường Xấu Tính? Nếu mà mọi người nghe ca khúc này thì Ly sau khi mà viết xong ca khúc này thì là Ly, cái rapper đầu tiên mà Ly nghĩ đến là Ricky Star, vì cái phong cách mà Ly chọn cho ca khúc này đó là hài hước, dễ thương, nhí nhảnh, thì Ly nghĩ là Ricky là một mảnh ghép hoàn hảo cho cái ca khúc này của mình. Và rất là may mắn khi mà Ly ngỏ lời thì anh Ricky đã đồng ý ngay. Ba điều bạn không thích ở Ricky Star. Không thích hả? Quá dễ dãi. Mời cái nhận liền, không có giá. Để anh suy nghĩ xíu đã. Mời cái ok rồi luôn. Giỡn thôi chứ ba cái. Thực ra là anh Ricky là một người rất là dễ thương và hòa đồng á. Hai anh em thì cũng đã gặp nhau từ rất là lâu, hồi mấy năm trước, 4-5 năm trước rồi. Nhưng mà bây giờ thì mới có dịp để làm việc chung. Ly cảm thấy Ricky là một người làm việc rất là chuyên nghiệp và nhanh chóng. Sau khi nhận lời thì gửi demo rất là nhanh, tầm một tuần sau đó, 10 ngày thôi. Và không có gì được chia hết. Ông đứng bên ngay bên cạnh nhưng mình phải khen.